Con lấy tiền không? Sơn xin mến chào quý khán giả, các bác chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao của Sơn. Như vậy thì hơn chục ngày ba mẹ của em cô đi làm ở Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa có về nhà. Mặc dù như vậy nhưng mà ngày hôm nay thì Sơn lại tiếp tục có mặt ở trên nhà em cô để cũng như chia sẻ một chút một số những cái cuộc sống. Nhưng bởi vì là cái tình trạng sức khỏe của em cô như hiện tại bây giờ về tinh thần á, thì Sơn nghĩ là không nên, tức là không nỡ mà bỏ em, lơ em ấy một thời gian dài cả các bác. Nhiều khi mà cái tình trạng sức khỏe về tinh thần bên như bây giờ mà mình bỏ bê em ấy lâu một chút thời gian á, có thể là em sẽ quay trở lại bình, quay trở lại như là những cái ngày đầu á. Bởi vì hiện tại bây giờ như các bác cũng đã thấy là em ấy thay đổi hơn rất là nhiều so với những ngày đầu mà Sơn lần đầu tiên đến đây các bác nhé. Cho nên là Sơn nghĩ á, vấn đề mà bệnh về tinh thần á thì không thể một ngày hai ngày mà có thể chữa được, mà có thể là còn phải tính theo tháng theo năm nữa. Nên là có rất là nhiều việc cũng quan trọng để giúp đỡ cho hai mẹ con em cô, bởi vì là hiện tại bây giờ gia đình của bên bên ngoại á, gia đình ông bà ngoại ấy cũng thực sự rất là nghèo chứ không phải là gia đình khá giả gì á. Nên là bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vào xem thử, cũng như là hy vọng là dần dần khi mà giao tiếp nói chuyện thì em ấy sẽ thay đổi về tinh thần các bác nhé. Cái điều đặc biệt về cái bệnh tinh thần như thế này á, thì để khắc phục cái tinh thần trở lại bình thường á, thì như Sơn đã nói là không phải là một ngày hai ngày, nên là mình cũng không thể, Sơn cũng không thể ở trên này để giúp đỡ em mãi được. Cho nên á là mình còn cần thiết nhất là hướng dẫn cho gia đình, hướng dẫn cho các em ông bà ngoại là cách để mà chăm em, cách để mà hướng tới cho em có một cái cải thiện về tinh thần nha các bác. Em xem điện thoại không cô? Em có muốn xem điện thoại không? Không. Ừ. Nhưng mà anh mua cái mới cho em nhé. Em có thích xem dùng cái mới không? Không thích à? Em rất là thích con này à? Anh xem thôi mà, anh có làm gì đâu. Sao mà nghĩ đa nghi thế? Rất đa nghi rồi nhé. Nấu rồi em, nấu xong cho các chị ăn chưa? Trưa nay là mình ăn gì? Dạ. Hôm nay là mình ăn bún à? Vâng. À ok. À, thế cho mọi người các chị ăn. Đây lấy cho bé mà cái quần. Lấy cái gì nè? Lộc. Chị em toàn ngồi đây cười. Sao chịu không nổi, sắp chết rồi. Không cắt xấu. Không cắt xấu quá. Sáu. Nhưng bây giờ mới sinh á? Sinh như này thì làm sao mà có người yêu? Không biết ạ. À, em xem cái con này mới sinh này. Con đấy không có tóc mà sinh kìa. Đúng không? Cái bộ tóc độc lạ nhất Việt Nam. Bộ tóc độc lạ nhất Việt Nam đúng không? Em 2 năm không có tiếp xúc ngoài xã hội, không có nói chuyện với mọi người. Trong 2 năm mà cứ ngồi một mình, cười một mình, nói chuyện một mình, tóc kết như thế là... Mình làm cho em cười. Cười vui vẻ mới có thể khỏi bệnh được. Đau đầu quá. Làm sao mà đau đầu? Làm cho em gái em cười suốt. Xấu quá đi ạ. Xấu quá.
Xấu. Cái xấu là ý là mình khen em để có thể là tức là mình nói em để em nhìn thấy, tức là để như thế là xấu. Nhưng mà em cứ khen mình xinh là sao? Đúng là vấn đề tinh thần, bệnh tâm tinh thần là do chính là cái đầu óc khi mà điều khiển xuống. À, hai em gái chuẩn bị về rồi hay sao? Dưới kia, đúng rồi. Mình đợi các em về, mình xem thử xem các em hái được những cái quả gì. Và có thể là mình sẽ tí nữa nhờ các em gội đầu cho. Gội đầu vào như cái hướng mình nói. Rồi. Em đun một ít nước mà. Cái nước và tí nữa các em về đến dưới này rồi, tí nữa mình bảo các em gội đầu giống như cái cách anh nói xem. Cho một người múc nước, một người sẽ cầm cái kéo á, múc nước gội cho chị cầm cái kéo. Cái đấy đủ rồi, gội đầu thì chị vẫn chịu đúng không? Ừ. Đấy, nhưng mà gội đầu quen rồi bây giờ thế là tức là những lúc ngứa là chị rất là phải thích gội đầu. Thích múa không? Thích múa không? Hả? Sao con gái không thích múa? làm cho em bên này cười. Em của cô nhưng mà nhìn cảm giác giống như kiểu chị ạ. Đấy, chị vẫn chỉ là làm đấy chơi thôi, làm đấy nói chuyện một mình thôi, nên là thành ra khi nói chuyện với em là em bảo là nhiều lúc nửa đêm vẫn nói chuyện một mình thì anh hiểu rồi, là chị không phải là ngủ được đâu, mà là không ngủ được. Tức là khi mà không ngủ được á, sẽ đầu óc đầu của mình ấy sẽ là có vấn đề. Đầu của mình có vấn đề là thứ nhất là đau đầu này, thứ hai là sẽ chính là hình thành bạch tâm thần là từ những cái giấc ngủ, nên là chắc có lẽ là rất cần thiết để mà uống thuốc an thần. Thuốc an thần là chính là thuốc ngủ á, nó gọi là, nói cách khác là thuốc ngủ, thuốc tơi á. Thì khi mà uống một thời gian cho chị ngủ ngon rồi sẽ đầu óc ngủ tầm khoảng là 4-5 hôm á, ngủ rất ngon rồi, ăn ngon rồi, lúc đấy chị sẽ đầu óc sẽ minh mẫn trở lại. Đấy, nên là cái này thì để ba mẹ về khi mà mình bàn cái việc làm nhà vệ sinh á, thì lúc đó thì anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Nhưng mà có bao giờ ba mẹ kiếm thuốc an thần cho chị uống bao giờ chưa? Bây giờ dạy hoàn cảnh gia đình em khó khăn thế, chắc kiếm điều kiểu là bây giờ thóc mới hết, toàn đi mua gạo ăn thôi. Nhà em là hết thóc rồi á? Vâng, đấy. Toàn đi mua, bố mẹ làm để đi làm để mua gạo ở các thứ thôi anh. Trời, anh tưởng là bọn em có nhiều ruộng, cứ nó hàng ngày, anh tưởng là nhà em phải rất nhiều thóc chứ. Kiểu như bây giờ hết rồi, có mấy năm đủ ăn mấy năm nay. Thu thì nó mất mùa đúng không? Mất mùa không được mấy. Đấy. Trời ơi, em nói anh mới biết. Thế là ok. Toàn đi mua thóc. Thế em yên tâm đi. Mấy nữa thì anh sẽ cũng nhờ khoa của chú anh chị mua thêm cho nhà em một ít để mua thóc. Bây giờ là ăn đến tháng mấy nhỉ? Tháng mấy lúa mới chín nhỉ? Tháng 8. Đúng không? Tháng 8. Đấy. Còn 2 đến 3 tháng ấy. 3 tháng, 4 tháng nữa mới đến lúc mùa lúa chín ấy. Vâng. Em nói anh mới biết ấy. Có cô chú các bác nói là mua gạo các thứ cho gia đình mình, nhưng mà anh bảo là anh tưởng là gia đình mình ngày nào cũng bảo đi xem ruộng á. Anh tưởng là phải ruộng rất là rộng đủ ăn ấy. Kiểu như là có lúc thu nó mới mùa không được mấy. Trời ơi, bây giờ mới hiểu. Đây là các em đi hái quả dế về rồi. Hái như không có lại về á. Đi đến xin hồ á? Vâng. Đi mất tiền xăng. Chắc hôm qua em đi 3 tầm mua 50 chắc đủ đi về anh. Hôm qua em đi bán quả tan dưới 3 tầm. Đi bán quả gì hôm qua? Nà tan. Quả gì cơ? Nà tan đấy. Nà tam á? Vâng. Cái quả gì đấy anh sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Thế thì mấy chị em đi là không hái được à? Trời, đi mưa bắt tiền sang là còn không được gì luôn.
quá khổ luôn đấy, cuộc sống vùng cao. Mấy chị em là không được gì á, hai chị em ấy? Em gái còn ngày xưa học xong lớp 4 đây đúng không em? Xong lớp 4 là phải nghỉ học rồi. Nghỉ học rồi là đi làm thôi. Đi rất là tội luôn. Đây lấy mít cho hai chị em á. Ôi dồi, đây thời tiết đúng là thay đổi nhanh chóng, chóng mặt luôn á. Vừa nãy mình vừa thấy rất là sáng mà một lúc thôi bác này. Một lúc thôi như này đấy. Cô nhỉ? Cô? Không cắt tóc xấu lắm mẹ. Đi xem mọi người có cái gì. Lấy cái gì ở đây? Ai đau đầu? Em đau đầu quá. Đêm em có ngủ được không? Đêm em có ngủ được không? Mấy giờ thì em ngủ? Các bư từ tao gì tao nè. Tao từ giờ mình đi. Không, bư mẹ mẹ chứ. Bên này là cô à hay là? Đây là em gái của bố. Em gái của bố gọi là cô đúng không? À. Thế đi. Còn con đi cùng mọi người đi cùng luôn à? Không phải, từ nhà ra. À, từ nhà ra đây à? Em hai ở nhà thì anh hỏi một chút là em có để ý là chị gái chị cô là có ngủ được không đêm á? Có ạ. Có ngủ không hay là chỉ cũng nằm đấy thôi, nằm đấy nói chuyện thôi? Có lúc nói, có lúc không nói. Thì anh là những lúc mà nếu mà thật sự ngủ được á thì ngủ sai mình sẽ cắt tóc cho chị. Còn sợ nhất là chị không ngủ được mới thành ra hình thành cái bệnh tâm thần ấy. Có lúc ngủ anh ạ. Nhưng mà cũng chắc ngủ ít thôi đúng không? Chắc ngủ cả ngày thì đêm cũng ngủ ít, nhưng mà kiểu ví dụ nhưng mà đêm 15 lại hết tháng thì hay nói chuyện ấy. Đêm 15 kiểu sau hết tháng thì cứ hay nói chuyện. Cũng như kiểu là dở dở hơi đúng không, mấy cái ngày đấy. Vâng. Anh định bảo em á là cái việc cắt tóc cho chị á là nhiều khi là lúc gội đầu hai chị em sẽ gội đầu á, để mà cho một người rộn nước, nhưng mà một người sẽ cầm cái kéo á, giấu vào rồi cắt những cái chỗ kết thôi. Nhưng vừa nãy anh với cái bé là cắt được một cục rồi mà, một cục nhỏ nhỏ. Là lúc vừa nói chuyện á, cắt xong là lấy vứt luôn, chị không biết đâu mà. Như thế thì mới cắt được em nhé. Đây lấy mít kia cho hai chị em ăn. Em cái là mệt thì ăn anh. Đang ăn gì đây bé? Trời ơi, không ăn nữa. Chị muốn tao ra. Tao ra. Trẻ con thì cái gì cũng thèm lắm. Mà muối mì chính mỡ các thứ còn rất là khó khăn luôn. Cái này em gái mua ở bên Sìn Hồ à? Vâng. Không bảo thịt này thì làm mỡ, không ạ? Thì làm mỡ nấu ăn đấy. Đau đầu quá? Thế ngủ đi. Em gái ơi, cả cái gói xà phòng trong kia nếu mà chị không giặt ấy thì em lấy về. Cái này lâu lâu nếu mà một số bộ quần áo nếu mà chị thay mới á thì giúp chị vò qua. Nếu không thì lại khó quần áo mặc lắm. Hỏi cô á, giờ gọi đâu rồi? Giờ gọi đâu? Giờ gọi với dầu xả. Gội xong dùng dầu xả thì tóc mới mượt.
hôm kia còn gọi à? Vâng. À, cái kia là hòm quần áo. Xem bên này. À, trên kia có cái gáo đấy, lấy cái gáo kia mông. Gáo kia bẩn hay là sành? Cô đi tìm đi. Cô đi tìm rồi gọi đi. Để chị tìm xem nào. Lại không biết để đâu. À, để đấy à? Đấy, giờ gọi. Dầu xả đâu rồi? Dầu xả đâu cô? Để vứt ở đâu không biết là luôn đấy. Vứt ở đâu không biết rồi à? Thấy rồi. Cái đấy dầu xả. Cái đấy dầu xả đúng không? Thơm. Đây phải bảo các em giúp pha nước vào, chắc nước nóng đấy. Pha nước vào. Con đưa cản giúp. Nhanh nhanh nào, con đưa cản giúp, con đưa cả cái hốc này. Để ở ngoài để múc ạ. Múc đi nhanh nhá. Đấy. Để múc để rửa là được. Nó có lấy kìa. Con đưa cản giúp, con đưa cả cái. Đấy, các em phải chịu khó giúp chị nhiều lúc mà kể cả cái việc tắm á, cũng nếu mà có nhà tắm thì chỉ các em con gái thì mới giúp được em ạ. Từ con trai và anh thì hơi khó một chút đấy. Bên kia giờ xả hay sao? Mà con chưa có. Giúp chị gọi một vài lần lúc mà nào. Mà con chưa có. Mà con chưa có. Con chưa có. Ta bắt chị tắm đi. Con chưa có. Con chưa có. Con chưa có. Con chưa có. Hai ngày sẽ gọi tên chị tí tớ lửa rút này ta. Hai ngày phải gọi một lần. Hai ngày không gọi còn không trải được nhá. Không trải được á? Đồ của em ấy. Không trải được thế này đấy. Sao mà trải được? Thế mà em ngay thôi mà. Em còn muốn trải đây đúng không? Ăn tìm cái gì? Lược á? Lược ở chỗ bên kia to á. Con ở tìm ở trong đấy đi, lược thưa. Cái cục đấy bảo chị cắt đi. Nhanh ra đi. Chế cục kia xong, con rút này cục kia xong nha. Này. Cái này làm sao mà chạy được. Không chạy được luôn đấy các bác ạ. Rất khó. Nhanh ra con đi. Là nghĩa là anh vừa mua quần áo mới tí nữa, nhưng mà chị không thì bảo chị rửa đi. Thế bảo chị là phải tắm rửa, nhưng không thì khó lắm. Đấy, cứ chả nhẹ nhẹ cho chị thôi, chả nhẹ nhẹ thôi, chả nhẹ nhẹ thôi. Thôi, chắc là cho con mặc quá. Nhưng tại nó mua để như rồi không mắc. À, nhưng mà. Đây, một con này nhìn ra tung lên. Một tôi. Một tôi quần gì. Cô cười. Cười. Sao cô cười? Đấy, bây giờ chảy như thế là cái chỗ đấy là chảy từ từ là nó sẽ ra đấy.
Quan trọng là cái cục ở đâu ấy, cái cục đấy hơi khó. Cục đấy cực khó luôn đấy. Đấy, bé xé như thế là những cái chỗ này là nó dần dần nó sẽ tuốt ra. Chị là không thể nói mạch được em ạ. Cái bệnh này phải cái gì cũng phải nói nhẹ nhàng thôi. Cái gì nói nhẹ nhàng. Rồi là mình đừng có xa lánh là dần dần chị sẽ... Đau đầu uống thuốc nhá. Không. Không uống thuốc là sao mà khỏi? Không. Cái dụng là mình sẽ đá nào. Không thể xé được đúng không? Không xé được. Cái cô ôn à. Đi xa mà. Phải thật xa. Cách nhiều để làm gì cho để... Ủa, tôi khác này mà. Trả số cái này. Nhớ phải trả đâu. Nhớ phải trả đâu. Em bảo em tự cắt á. Ừ. Không, không tiếc đâu mà. Dài cái này, như cái tao dài lần, tao nên tiếc đi dùng cái này. Bà chị là cắt đi mới nó... Một, hai ngày nữa dài mà. Sợ không già rồi đấy. Dài nhanh đấy. Dài cái. Sẽ dài. Chị chỉ muốn xé ra thôi. Thấy tiếc. Thế bảo chị tự cắt đi. Nhẹ nhẹ thế con này, nhẹ nhẹ thôi. Dùng cái lược to to này. Cắt đi. Cắt đi tí cho tiền. Cho đấy. Cho 100 đấy. Cho 200 luôn. Con đi trái nè. 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 Con đi Cái sao cái nào là không? Cái sửa cắt xong không dài hay sao ấy chị? Bây giờ cắt xong mà tóc giờ lại còn đẹp hơn. Ừ. Nhưng mà chị cứ sửa cắt xong không dài ấy. Dùng tóc giả nó còn đẹp hơn mà. Đúng rồi, có nhiều bộ tóc giả đẹp lắm. Anh ạ, không bị đâu nhưng mà... Tóc giả đẹp lắm ấy, nhiều tóc. Tóc giả nó đẹp lắm. Tóc giả một cái tim một cái đâu tao tao đi ra ăn cái đấy một cái à không có sao sao rồi đi nào đi ra hả cái gì trộn vào cái gì sao này anh đang chút này anh à sao nhặt cái tóc đấy làm gì? Chị bảo mang đi cất đấy. Trời ơi. Mang đi cất cái tóc đấy á? Đổ nước, đổ nước. Rồi, rồi thế nào? Sao, sao cất cái đấy làm gì? Cất cái đấy để làm gì? Cái đấy, ừ? Cái đấy là xấu mà. Cất vào để làm gì? Thế nào, con chua. Rồi, cái đấy cất vào. Thế, thế cắt xong là cất vào. Lột cái lên xuống. Đấy. Bên này là cô còn bảo là cắt xong cho tiền nhiều nhiều mà không thích. Anh cho tiền nhá. Khi trả lên đây cái đánh đi cô. Anh cho 200 nhá. Nhá. Cắt đi. Này, anh cho cơm vào cắt nhá. Cắt nhá. Cắt nhá. Cắt nhá. Cắt nhá,
Nhưng mà khi nó trái vô nó. Cho thêm nữa cắt không? Cho thêm nữa nhá. Cắt. Cắt đi rồi cất vào. Rồi cô. Cắt nhá. Rồi nhá, cái con thôi kìa. Mắt gì mắt? Sao nhá? Lê. Chưa xuống rồi. Tiền không? Có lấy tiền không? Anh nó cũng ngất rồi anh ạ. Hả? Để con lấy tiền của mẹ. Là con lấy tiền của mẹ. Cho mẹ cho tiền mẹ. Trả cái đồ khác này. Một cái trả. Mà. Nhưng mà trả không? Chị sao mày ngu thế này đó. Trả cái kia. Dùng dùng cơ. Này, dẫn nhiên này. Đây đây. Đây đây, đưa vào túi, đưa vào túi. Đưa vào túi này. Đây đưa vào đây. Đưa vào đây. Đưa vào đây. Cắt đi. Không cắt đâu. Cắt đi. Đây cái nó phải đặt. Tránh tránh con, tránh 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 tránh. Để mà lên xe phòng nữa. Đây là có nhiều nước này. Thôi kể đi. Dần dần thôi. Lúc mình ngủ bố mẹ về bố mẹ cắt thôi. Không cắt đâu. Nếu không mọi tí đi sửa lại kìa. Không dần dần thôi, vào đây bạn. Bởi vì là nói chung là chị cũng rất thích bộ tóc này. Nóng nhá. Nóng, 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 nóng. Nóng. Nước nóng đấy. Nước nóng ấy. Nóng vẫn dùng được nhỉ. Ui, nước này nóng thế. Nóng thế này mà em vẫn dùng được. Sợ thật. Đi về đi con. Đi về, đi về. Không nghịch tí cần áo ướt. Dần dần là cái cục bên kia sẽ đứt bởi vì là... Được rồi, cái khăn tắm đâu? Khăn tắm đâu, đi lấy khăn tắm lau. Nước nóng thế. Tránh, 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 tránh. Tránh, tránh, kia, 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 kia. Kia. Rồi mất nước rồi à? Chị này. Lê. Cho chị đi. Cho khăn tắm chị. Này khăn tắm này. Đây, đây, đây. 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 Cái nhiều, cái nhiều. Lao, 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 lao. Cái nhiều, nó lên ế. Cái cha cha. Nào. Con đi lòng mà. Con trai bảo cái gì đấy? Bảo là cái quần sắt. Quần sắt tụt à? Sạch thế rồi mà. Vẫn ngồi à? Sạch lắm rồi mà. Thế là... Cắt đi nó mới ra. Cú nóng. Nóng quá. Lại mất nước rồi, bây giờ khó. Giờ con mang cái kia đi cất đi. Cho mọi người cất đi, cho mọi người cất đi. Không cái này. Cái kéo này. Mang đi cất đi. Mang đi cất đi. Được rồi, này cho chị lau. Đây đây, này. Lau lau sạch đi. Lau sạch hết đi. À,
chung bây giờ thì như vậy cũng tạm ổn rồi. Cái cục ở trên đó các em cũng cắt gần đứt rồi. Nên là dần dần chắc chắn ở cái chỗ kia nó sẽ đứt. Ừ, cứ mất nước rồi đúng không? Mất nước thì cân xong đi sửa. À ok. Không cho cát thì chắc là cho thức ngủ thôi. Không, cái này mấy nữa bọn em lại bảo gội một lần nữa. Gội một lần nữa thì ngủ sai chắc... thì bọn em thì cắt cho. Hoặc là lúc nào ngủ sai đi, em để ý ngủ sai đi, em đi cắt. Sắp đứt rồi mà, anh thấy sắp đứt rồi mà. Vâng. Để cái kéo thật sát vào. Đấy đấy. Nên là cứ cắt cho chị xong là chị sẽ dần dần sẽ hồi phục thôi. Thì đây anh em đeo cái này mà. À, hôm nay các bác nhé, cũng vừa rồi là có các cô các chú cũng thấy là hoàn cảnh của gia đình em Giao, mong muốn là giúp nhà em Giao làm cái nhà tám nhà vệ sinh, nên là làm. Tuy nhiên thì hiện tại ba mẹ chưa về, vài ngày nữa khi mà ba mẹ về chắc San sẽ bắt đầu là tiến hành khi hỏi ý kiến của ba mẹ là tiến hành làm nhà tám nhà vệ sinh cho gia đình em, để có thể có cái nhà tắm, nhà vệ sinh để mà tắm rửa. Tiện đây thì vừa rồi có một cô chú Mạnh Thường Quân á, có gửi cho em Giao, cá nhân em Giao là 500.000, các cô chú giấu tên á, gửi cho em Giao là 500.000, thì anh sẽ gửi cho em và em có thể là mua cái gì cũng tùy em thôi, nhưng mà cái gì đó trang trải cuộc sống, cái gì đó mình sử dụng đúng mục đích là được. Xong ra nữa mày có nghịch con ơi. Sao? Còn tao nên chứ bằng cá ra. Chơi khơi là mùa sao thay khơi sao thay. Cô lấy tiền không? Có. Cắt tóc đi anh cho tiền. Đây là anh cho em trai này. Đây là 500 nghìn của cô chú giấu tên á. Có gửi cho em ra. Đây. Em xin các chú, cảm ơn các chú các cô. Bây giờ gia đình nhà em nghèo, cảm ơn các chú các cô đã giúp cháu. Nhưng mà ý anh bảo là em bây giờ cố gắng là nhiệt tình để giúp anh cái chỗ chăm chỉ là phải giống như một người đứa trẻ con đó. Mình cũng không xa lánh đâu, đừng có xa lánh chị, và khi mà nói chuyện các thứ, đặc biệt là khích lệ tinh thần và nói chuyện với chị lúc mà cho chị đi tắm rửa các thứ là nói nhẹ nhàng từ từ thôi, như cái gì mà anh dặn em á. Vâng. Thì em nhớ nhé. Vâng. Nhớ và hy vọng là sẽ xử lý được một ít tóc của chị. Vâng. Nên là anh đã tìm hiểu rồi. Còn vấn đề tóc kết á, thì nó phải là một người bình thường. Tức là bình thường tự dưng mà mình cũng hay gội thường xuyên á, mà tự dưng đến một ngày nào đó mình ngủ dậy một đêm hai đêm là nó khắc kết vào, là nó là tóc kết. Còn ở đây là do chị lâu quá không gội. Dần dần thôi đúng không? Ngày trước là cũng không có kết nhiều như thế đâu đúng không? Vâng. Ngày trước cũng không kết thế đâu anh. Đấy, càng ngày là càng kết nhiều thôi đúng không? Vâng. Thế chắc là bỏ anh về nhá. Vâng. Đem cơm này anh ạ. Thôi. Anh chị ở đây ăn cơm xong mới về. Thôi gia đình mình ăn đi. Đem cơm xong rồi. Mấy nữa bố mẹ về, chắc là xem là ngày mai xem là có cô chú Mạnh Thường Quân hoặc là như thế nào đấy thì anh báo cho bọn em. Vâng. Có một anh ở Hà Nội anh bảo. Bây giờ hiện tại em hết tiền, em alo được cho anh có cái gì cứ alo cho em. Ok. Thì tao hết tiền rồi đúng không? Vâng. Bây giờ để xin gái đấy. Kẻ. Cô tí nữa mang tiền đi mua kẹo nhá. Tiền đâu rồi? Tiền đâu? Tiền ở trong túi này. Túi bên này này. Vừa lấy tiền rồi nhưng mà hơi khó một chút. Các bác ơi, thực ra thì dần dần chắc có lẽ là cũng sẽ như vậy mà cắt được. Còn bây giờ thì cũng có lẽ là cũng phải tạm biệt gia đình. Thời gian nữa thì San sẽ cùng với ba mẹ, đặc biệt là có quý nhà hảo tâm á, có giúp đỡ cho gia đình em Giao, tức là bố mẹ của em cô á, thì làm lại cái nhà, làm một chút cái nhà tám nhà vệ sinh. Sau khi mà có thể là sẽ, nếu mà bây giờ đợt này ấy, có cô chú các bác muốn hỗ trợ cho em cô làm nhà thì San sẽ cùng bắt đầu nhặt từ đây nhé các bác, để có thể là góp dần dần, rồi một thời gian nữa sẽ làm cho em một cái căn nhà em nhé. Anh làm nhà nhá. Lắc đầu. Thế anh đi về nhá.
Tóc của bé đẹp chưa? Bé chải đây này. Không thích như thế á? À. Thế thôi con nhá. Bác về nhá. Bây giờ thì chắc là em cũng đi về đi các bác ạ. Cũng thực sự mà nói thì có rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Thôi. Hai nước á. Nhưng mà thôi anh chị không mà cho mấy bé đi. Cho mấy bé ăn đi. Gia đình bé đông á. Đây đây cho chính đi. Tí đi hai. Cho chính. Chính vẫn còn tí đi hai. Đây. Đây cho con này. Thế chú xin nhá. Đây, cầm đi. À ok thế chú xin nhá. Ừ. Thế chú về nhá. À. Anh về nhá. Chú hay là anh? Không biết á? Thế anh về nhá. À thế chú về nhá. À, thật sự ở vùng cao á có những hoàn cảnh mà rất là khó. Như là mình có thể thấy là nếu mà quan tâm đủ cho em cô bị bệnh như vậy thì ba mẹ quan tâm đủ thì chắc có lẽ là không thể quan tâm đủ đâu. Cho nên là mình em hướng dẫn cho các em chỉ để sau này chăm sóc cho chị dần dần hồi phục về cái tinh thần để cho chị có thể ổn định cuộc sống, quay trở lại bình thường. Còn bây giờ em kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác chú anh chị. Xin chúc mọi người, cô chú anh chị luôn luôn là thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nhé.